Xin chào quý vị, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ trong không gian rất là thân thuộc của chương trình Đời Nghệ Sĩ do VTV9 Đài Truyền Hình Việt Nam thực hiện. Và với chương trình Đời Nghệ Sĩ thì quý vị sẽ được nghe rất nhiều những câu chuyện mà có lẽ là hiếm khi chúng ta được nghe ở đâu do những nghệ sĩ mang đến đây. Rất có thể không gian này sẽ gợi cảm hứng để họ chia sẻ với quý vị những chuyện lần đầu tiên quý vị được biết. Và hôm nay không gian của Đời Nghệ Sĩ rất là rực rỡ, từ trang phục của khách mời cho đến vẻ đẹp lúc nào cũng rực rỡ trong khuôn mặt ấy. Hãy cùng chào đón sự có mặt của nữ ca sĩ, diễn viên Phương Trinh Jolie. Xin chào Phương Trinh. Em chào anh Đức, lâu lắm rồi thì anh em mình mới có dịp ngồi để mà tâm sự với nhau anh ha. Và cũng xin chào khán giả đang ngồi trước màn nhỏ đang xem chương trình Đời Nghệ Sĩ. Trời, cái tên của chương trình nó nghe cái thấy nó hơi chạnh lòng anh. Vì có rất nhiều những câu chuyện như Minh Đức đã nói rồi đấy, chúng ta thường hay hình dung là đời nghệ sĩ tức là phải một nghệ sĩ đã trải qua rất nhiều thăng trầm đời người, phải rất nhiều năm tuổi nghề thì mới có chuyện để kể về đời của mình. Nhưng mà Minh Đức vẫn nghĩ rằng là một nghệ sĩ thì không bao giờ có chuyện phân biệt là tuổi nghề hay là tuổi đời. Vấn đề là họ đã cống hiến như thế nào và quan trọng là hình ảnh của họ trong lòng quý vị khán giả ra sao. Có những người chỉ mới bước vào nghề chưa lâu mà đã ghi được dấu ấn rất sâu đậm trong lòng khán giả và lúc nào khán giả cũng muốn biết những câu chuyện về họ. Huống chi Phương Trinh Jolie của chúng ta đã có một bề dày, đấy khá dày trên con đường ca hát của mình. Để đến ngày hôm nay Trinh đến đây chia sẻ những câu chuyện của mình. Nhưng đầu tiên cứ phải bắt đầu bằng âm nhạc đã. Phương Trinh đã rực rỡ như thế nào ở đây thì trên sân khấu cô ấy còn rực rỡ hơn thế nhiều. Rời xa anh cũng đi với một người yêu mới
một lòng trao anh tất cả rồi mà, tại sao chẳng thấy đôi quyết định rời xa. Anh không biết thì có rất nhiều những cách khác nhau để mở đầu một câu chuyện với một nghệ sĩ khi đến với chương trình Đời Nghệ Sĩ. Có thể là trở lại những ngày xưa yêu dấu để nhớ lại những ngày mình mới bắt đầu vào nghề, hoặc có thể chọn một cái mốc nào đó đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát của mình. Nhưng với Phương Trinh mình định chọn một cách khác, chuyện rất mới, chuyện rất thời sự ngay lúc này. Mở báo ra gõ tên Phương Trinh Jolie là nó sẽ hiện lên ngay. Ghê vậy? Không, cái gì mà em cảm thấy mình hồi hộp khi mà anh đưa cái tiêu đề đó ra luôn đó. Và cái tin nóng hổi nhất bây giờ đó là sự đính hôn. Đó, sự đính hôn. Thì người ta vẫn cứ nghĩ rằng vì rất nhiều lần trước đây ấy, Phương Trinh đã từng chia sẻ với mọi người những câu chuyện xung quanh chuyện tình trường của mình. Vậy thì nhân vật này hẳn là phải là một cái gì đó rất là thú vị để cái việc mà đính hôn nó có vẻ diễn ra một cách rất là chóng vánh như thế. Cũng không phải là chóng vánh đâu anh. Nếu như mà một người con gái mới lớn chưa có trải qua một vài mối tình thì cái sự quyết định có thể là nó còn phải phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác, nhưng mà cái lý trí họ đôi khi mình bị che mờ bởi tình cảm. Nhưng mà em thì đã bước qua tuổi băm rồi, qua tuổi 30 rồi, cho nên là thứ nhất là về cái tuổi đời của mình nó cũng đủ trưởng thành để mà mình có thể tìm được cái một tình yêu đích thực của mình. Cái thứ hai nữa là vì cái công việc của mình nó không phải là một người con gái như là làm văn phòng, đi tới đi làm rồi đi về, cuộc sống sẽ có ít cái va chạm hơn. Còn đã là một nghệ sĩ thì mình có rất là nhiều va chạm. Khi mà mình gặp được một người mình cảm thấy là người đó phù hợp với mình, nhưng mà cũng còn nhiều vấn đề lắm anh. Thứ nhất là mình phải coi là cái người đó họ có cái sự cầu tiến hay không. Rồi cái thứ hai nữa là người đó có đồng hành cùng mình qua những khó khăn hay không. Tại vì trong lúc mà em với lại Lý Bình quen nhau thì cũng đã có những cái vấp ngã trong tình cảm không nói nha. Về cuộc sống nữa, về cuộc sống, về công việc của em nữa, thì Bình luôn bên cạnh để mà hỗ trợ và động viên. Cái sự động viên nó làm cho một cái cây khô héo nó sẽ trở nên tươi tắn, giống như anh tưới nước cho nó vậy đó. Và cái thứ ba là về sở thích. Nếu như mà em ham tiền, em lấy chồng giàu đại gia rất là dễ, tại vì xung quanh em không thiếu. Nhưng mà mình phải cùng sở thích để mà mình có thể mình ngồi nói chuyện với nhau. Ví dụ như anh quen một người mà người đó không cùng sở thích với anh khó nói lắm. Bây giờ mình hai đứa nó cùng cái hướng nhìn thì mình cứ thế mà mình cứ đi, nắm tay nhau mình đi thôi. Thì đây là cái người đàn ông em có thể tin tưởng và trao gửi cái tình cảm cũng như là cái cuộc sống sau này cho người đó. Tại vì cái hôn nhân nó rất là quan trọng. Đấy, ai cũng biết hôn nhân quan trọng, và hẳn đây là một nhân vật rất là thú vị thì mới khiến Phương Trinh, mặc dù có rất nhiều các vệ tinh xung quanh, đã quyết định chọn đây là người đàn ông của đời mình. Thì Minh Đức lại nhớ là có một lần Phương Trinh có trả lời phỏng vấn, và trong đó Phương Trinh có nhấn mạnh rằng là cái mẫu người đàn ông của mình nó thay đổi theo thời gian. Có thể ngày xưa lúc mình cô gái mơ mộng, mình mới thành công trong nghề, mình cũng giống như nhiều người, mình cũng muốn có một người chồng giàu và chiều mình. Và Minh Đức nhớ là cái câu của Phương Trinh nhấn mạnh là kể cả người đấy có già một chút cũng được. Và không chỉ Phương Trinh nghĩ thế mà nhiều người ngoài nghĩ là nếu muốn lấy những ông chồng giàu thành đạt đại gia thì khó mà lấy người trẻ lắm, người ta phải đến một cái tuổi nào đấy người ta mới thành đại gia được. Nhưng cuối cùng đã không lấy được ông chồng già mà lấy một người trẻ hơn tuổi mình nữa, nhỏ hơn cả mình nữa. Có thể thấy là cái hình mẫu đàn ông theo thời gian nó cũng thay đổi. Hay là đơn giản đây là một cú sét ái tình với Phương Trinh? Như đã dạy và nói đó, thì mình không có dùng trái tim để mình chọn cái người đồng hành với mình sau này, mà nó phải cả về tình cảm và lý trí. Em không có quan trọng vấn đề đẹp trai. Nhưng mà cái quan trọng là cái nội tâm, cái tri thức, cái tầm nhìn,
cái cách sống với mọi người xung quanh. Dĩ nhiên, con người sinh ra thì không phải ai cũng là những cái người gọi là hoàn hảo, Mr. Hoàn hảo. Perfect. Đúng rồi. Ngay cả anh em trong nhà mà đôi khi mình cũng còn không hợp nhau thì làm sao mình có thể bắt một người mới có quen mình có 3 năm trời thôi lại hợp mình, lại chiều mình, lại mọi thứ gì mình, mà sau đó lấy nhau về rồi thì người ta quay mặt với mình là mình không hay. Cho nên là lúc mà em với Bình quen nhau á thì thật sự là em cũng dùng nhiều phép thử. Tại vì em kinh nghiệm hơn đúng không? Tại vì chắc là chắc chắn rồi đó. Kinh nghiệm hơn 3 năm trời. Thì mình phải thử chứ, để coi là cái người đó như thế nào đối với mình. Nhưng mà sau những cái phép thử mà em đã dành cho Bình rồi thì em thấy là đáng tin cậy. Đáng tin cậy, nhưng mình vẫn giữ một cái gì đó cho riêng mình. Tại vì đối với em á, đã là phụ nữ là mình đã thua thiệt hơn đàn ông một phần rồi. Đơn giản thôi. Có con, có cái, già đi thì mình đã mất thanh xuân, mình đã không có bằng. Tại vì thật sự đối với em nha, đàn ông chỉ cần là chưa nằm xuống thôi, chứ khi mà vẫn còn tóc bạc, vẫn còn sexy, vẫn còn quyến rũ, vẫn còn có gái theo, nếu mà người đàn ông đó có tiền và có tri thức. Anh có thấy vậy không? Thì cái đấy thì mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau. Anh là đàn ông, anh sẽ nói về cái điều đấy thì nó sẽ không khách quan. Cho nên là thật sự thì em với Bình có nhiều cái điểm mà cả hai cũng đã trải qua, cũng gây gỗ, cũng cãi nhau nhiều lần, suýt chia tay. Nhưng mà không, cả hai vẫn cảm thấy là mình sẽ vì người đó để mà mình sửa chữa những cái khuyết điểm của mình, để mình sẽ tốt hơn. Bao lần em muốn nói, có khi ta nên xa rời, nhưng lại nghe đau nhói, dù em vẫn chưa nên lời. Khô khan giọt nước mắt, những trang thư đã ướt nhòa, căn phòng thêm hiu hắt vì bao ngày vắng xa. Nhìn người yêu ơi, sao anh vô tình đến thế? Sao anh vô trốn những kỷ niệm đẹp ngày còn nhau? Trọn vời nay đã sao? Sông trời người hỡi cơn mưa xa vời, em không muốn cô đơn theo em đến suốt cuộc đời. J-O-L-I-E. Yeah.
trong phần chia sẻ vừa rồi có một cái chi tiết cũng rất là thú vị, đó là Phương Trinh đã dùng những cái phép thử để xem người đàn ông đấy có thực sự là phù hợp với mình hay không. Thế thì còn về từ phía bản thân mình ấy, Phương Trinh có thấy là mình có phải thay đổi gì nhiều để phù hợp với người đàn ông ấy, phù hợp với một cái gia đình trong hình dung của mình trong tương lai gần không? Nói về bản thân của em để mà thay đổi á, em thay đổi nhiều lắm. Tại vì anh biết sao, em thật sự thì mình không phải là mình kiêu căng, mình kiêu ngạo. Nhưng mà do là khi mà 18 tuổi á, em mới vừa tốt nghiệp lớp 12 xong, đang chuẩn bị học đại học, mà em cũng đậu đại học rồi. Học tới năm 2, khoa cử nhân anh văn của xã hội nhân văn. Thì lúc đó phải đi đóng phim nhiều á, kiếm tiền lo gia đình, thì mình lại nghỉ học. Nhưng mà khi mà mình bước ra một cái là mình được giải cao nhất của một cuộc thi âm nhạc, xong rồi mình đóng phim thì mình lại đóng vai chính. Có nghĩa là thật sự em cảm thấy mình may mắn. Chính vì những cái nó thuận lợi trong lúc đầu trong cuộc sống của em, nó cũng làm cho mình cảm thấy là mình chảnh á. Mình chảnh á. Mình có quyền, mà thực ra nhiều người nói mình có quyền được chảnh, thì vấn đề là mình sử dụng sự chảnh như thế nào thôi. Thì cái chảnh ở đây là đôi khi em bị nghĩ là mình đúng trong mọi tình huống, ngay cả với người nhà. Tại vì mình là trụ cột gia đình. Tại vì gia đình em thì không có giàu có, nhưng mà em là cái người mà kiểu như là mình có được cái kinh tế nó ổn định hơn, và mình lo được cho những người trong gia đình nữa. Thật sự là mình suy nghĩ lại, mình thấy mình đôi khi em vô tình em có những cái lời nói to tiếng hay là những cái hành động nào đó mà trong cái cơn nóng giận của mình không kềm chế được, mình làm cho người thân của mình cảm thấy buồn và cảm thấy họ tự ái. Bình nhắc nhở em, Bình nói cho em nghe về thật sự là gia đình em thương em chứ cũng không cần tiền, không có cần gì của em đâu. Nhưng mà cái sự nhắc nhở đó của Bình á, em nhìn lại, đôi khi không phải em không nghĩ là mình coi thường người nhà mình, nhưng mà tại cái tính em nó nóng như đàn ông vậy đó, xong vậy đó, xong cái rồi em thôi em không nghĩ tới. Nhưng mà đúng là mình thay đổi từ từ. Cái bây giờ mọi thứ thì đối với em mỗi lần mà em cảm thấy em nóng lên là cái bắt đầu em dằn lại, em nghĩ lại là cũng là một vấn đề đó. Nhưng nếu mình xử lý theo một cách mềm mại hơn thì mình làm cho cái người thân của mình, hoặc là cái người bạn của mình, hoặc là cái người nào đó, không cần biết, không cần phải trong gia đình, người ta cảm thấy người ta dễ chịu và người ta không có bị tổn thương. Tại vì cái sự tổn thương nó kinh khủng lắm. Đôi khi mình cứ tưởng nó là một chút xíu thôi, nhưng mà đối với người ta là một cái vết dao. Và khi mà dao đã khứa vào da thịt rồi thì nó còn vết sẹo. Người ta nói lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nên là khi mà em quen với Bình á, Bình sửa được cái tính nóng nảy của em. Bình làm cho em cảm thấy là mình phải chan hòa với mọi người hơn. Lạc mềm buộc chặt nó là những cái câu nói. Tại sao những cái câu mà ông bà xưa nói bây giờ em suy nghĩ lại thì nó rất là đúng. Rất là thú vị vì Phương Trinh đang chia sẻ quá trình về thay đổi của bản thân mình. Nó không phải chỉ là thích nghi với một cuộc hôn nhân hay là với một người yêu lý tưởng như thế, mà nó còn là cả một cái quá trình để mình thay đổi bản thân mình phù hợp hơn với những cái thay đổi trong cuộc sống hay là sự trưởng thành của bản thân. Thì đang nói về sự thay đổi đi, thì hãy thử hình dung ra là Trinh có nhớ là trước khi những cái thành công đến với mình nhanh chóng như vậy, tức là trước khi mình trở nên chảnh ấy, thì cô bé Phương Trinh ở cái tuổi mà tuổi teen ấy, đó, tuổi mà trước khi biết đến những cái thành công rực rỡ trên sân khấu ca nhạc và cả trên màn ảnh, là một cô bé Phương Trinh tính tình như thế nào? Em suy nghĩ lại thì bản thân em á, ngay từ nhỏ luôn thì mình đã có gây được nhiều sự chú ý của những người xung quanh. Tại vì xinh đẹp và hát hay mà. Thật sự may mắn thì sinh ra mình không có lựa được cái nơi mình sinh ra. Nhưng mà mình cảm thấy là mình được những cái người xung quanh mình, tại vì từ nhỏ thì em không sống cùng bố mẹ, nhưng mà những người xung quanh mình, người thân rất là thương yêu mình. Cô em là cái người nuôi em từ nhỏ đó, dạy em rất là kỹ trong những cái vấn đề gọi là dạ thưa, hiếu thảo, thuần thảo với lại anh em và người lớn hay là con nít. Thì khi mà mình sống như vậy á, cái đi đâu mình cũng được nhiều người, người ta cũng thương mình. Thì đó là một cái mà em cũng cảm ơn gia đình của em, tại vì mình đã sinh ra trong một gia đình truyền thống như vậy. Còn cái tính cách á, thì em con trai lắm. Em không biết là do hồi lúc nhỏ đó, mẹ em sinh chị em đầu tiên rồi là con gái rồi, thì 7 năm sau mới có em. Là chị em cách em 7 tuổi. Không biết là mẹ có suy nghĩ trong đầu là mẹ thích con trai không. Nhưng mà thấy em lúc nhỏ giống hệt con trai anh. Đây, những cái vết sẹo trên chân em. Đây, và những vết sẹo trên tay em. Là từ ngày có từ ngày đó. Có từ ngày xưa. Và đây, không nói xa, ở dưới cầm em là một cái minh chứng cho sự manly của em ngày xưa. Có nghĩa là vậy nè, lúc nhỏ đó,
em là kiểu như là đàn anh. Có nghĩa là tại vì em cao hơn mấy bạn cùng trang lứa, cái lúc nào có gì là chị Trinh Trinh thằng kia nó ăn hiếp này là lại em nói chuyện với nó sợ là nó không có ăn hiếp mấy đứa em của em nữa hay gì đó. Hoặc là đi tắm mưa anh, cái ở dưới đất không chịu chạy đâu, rồi những cái ống cống người ta dựng lên như này, nhảy trên đó xong rồi trượt chân cái té rồi bị xấu hẹo đây đó. Em á là cũng kiểu nổi loạn lắm, nhưng đó. Mà nổi loạn ở trong một cái khuôn khổ là em luôn học giỏi. 12 năm em luôn được học sinh giỏi, tại vì á gia đình em á, cái truyền thống gia đình em là ai cũng học giỏi hết. Mình không học giỏi mình cảm thấy là mình đã làm cho người nhà mình buồn, cho nên cho dù là em cúp học đi chơi hay là em lén lén có bồ hay gì đó, nhưng mà em vẫn luôn đảm bảo là cái thành tích học tập của em là phải luôn học sinh giỏi. 12 năm em luôn học sinh giỏi. Đó là một cái tiểu sử gọi là tóm tắt nho nhỏ về một Phương Trinh. Lặng im nghe tình yêu vỡ tan tành, lời anh hứa phải chăng luôn mong manh. Dù đã biết từ trước em vẫn bất ngờ, có lẽ nào anh không còn nhớ. Ngày đó mình hẹn hò, em đứng chờ anh tới. Giờ đây anh xa vời vợi, em biết chờ đến bao giờ. Nếu yêu
ngồi đây và nói là đây là một cô gái ngày xưa tính như đàn ông như con trai thì có lẽ không ai tin đúng không? Giống như là một cái con hổ mà anh mà để mà gọi là thuần hóa được nó phải trải một cái quá trình nó cũng khá là khốc liệt đấy. Khi mà em trải qua những cái thăng trầm lúc mà mẹ em mất thì bắt đầu mình mới chậm lại xíu, mình nhìn lại là trong cái cuộc đời của mình đã làm gì được cho bản thân, cho gia đình của mình, để mà sau này lỡ mà có ai mà nằm xuống như vậy thì mình cũng cảm thấy là mình không có bị vướng mắc trong lòng là mình vẫn chưa thực hiện một cái gì đó. Em luôn cố gắng mỗi ngày để mình tốt hơn. Em luôn đặt một cái mục tiêu cho mình luôn tốt hơn. Và khi mà em biết đến yoga, em tập yoga thì em chỉ nghĩ là mình theo trend mình tập thôi. Nhưng mà khi mà tìm hiểu thuộc môn thể thao đó, khi mà mình tập á, ngoài cái việc về cái vật lý là cơ thể của mình thì cái suy nghĩ của mình khi mà mình lắng nghe những cái bài nhạc thiền á, thì cái âm nhạc của nó gọi là, mình nói nó về hóa học nha, thì cái tần số âm thanh á, nó làm cho cái stress trong cái đầu mình hoặc là những cái gì mà vướng mắc á, nó được xoa dịu một phần. Em luôn muốn trao cái năng lượng tích cực của mình cho mọi người, kể cả trong những cái chương trình mình ngồi talk show hay là ngay cả ở ngoài cuộc sống bình thường. Nếu như mà mình chia sẻ được cái gì tốt cho những người đang ngồi đối diện với mình là mình chia sẻ hết. Và em đã chứng kiến trong cuộc đời của em, em gặp những cái khó khăn, xong rồi trong cái quá khứ mình cũng đã từng giúp đỡ những người khác, thì trong lúc khó khăn đó lại có những người khác giúp đỡ em. Đó, cho nên là càng sống càng lớn, càng già đi thì em càng thấy là mình cần phải cho đi nhiều hơn, mình không cần phải nhận lại. Đấy, và có lẽ là cái mà Trinh gọi là chảnh ngày xưa bây giờ gần như nó biến hết rồi đúng không? Thấy ngồi đây kể chuyện rất là tươi tắn, rất là rạng rỡ và nói về cái mà chúng ta hay gọi bây giờ là năng lượng tích cực đấy, và một cách rất là sảng khoái. Mọi người thấy Phương Trinh lần nào cũng vậy đấy, cũng xinh đẹp thì đã đành rồi, ai cũng phải công nhận rồi, từ cái tên trở đi cho đến người cũng là một cái nụ cười rất là rạng rỡ. Cho dù kể cả lúc đang kể những câu chuyện buồn, nhưng mình nhớ đã từng có lần mà nói chuyện với Trinh mà Trinh rơi nước mắt rồi, mình cũng thấy, nhưng mà càng khóc lại càng đẹp cơ. Tự nhiên nhắc đến chuyện đẹp ấy thì mình nhớ như thế này. Đấy, cái lúc mà Phương Trinh đổi nghệ danh ấy, từ ngày xưa em là Nguyễn Ngọc Phương Trinh đúng không? Dạ, là đó. Em lấy là Phương Trinh. Đấy, lúc mà em đi thi tiếng hát truyền hình mọi người hay gọi em là Nguyễn Ngọc Phương Trinh. Dạ. Bây giờ sau này là Phương Trinh, rồi là Phương Trinh Jolie. Thì đến bây giờ tự nhiên mới thắc mắc là hình như chưa bao giờ mình hỏi Phương Trinh về cái lý do tại sao lại là Phương Trinh Jolie. À. Thì ai mà chẳng biết là đẹp rồi. thật sự thì nó cũng đơn giản thôi anh. Tại vì lúc mà em lấy tên Phương Trinh á, thì vô tình lại có một cô bé tên Phương Trinh, cũng là showbiz, cũng là ca sĩ, cũng là diễn viên. Thì em nghĩ là trong lúc đó thì em rất là thích Angelina Jolie. Thứ nhất là em có cái môi tèo tèo nè, giống như Angelina Jolie. Mình rất là ngưỡng mộ người phụ nữ đó, diễn rất là tinh tế, rất là xinh đẹp, và cũng có một trái tim nhân hậu nữa. Nên mình cảm thấy là có một cái sự gắn kết. Có thể là những người khác họ cũng có trái tim nhân hậu nhưng mà không có về Việt Nam, nhưng mà Angelina Jolie và Brad Pitt lại về Việt Nam và nhận con là Bastien ở Việt Nam. Cho nên em nghĩ là mình sẽ lấy một cái tên của cái người mà mình thần tượng, và cái tên, cái chữ Jolie á, tiếng Pháp có nghĩa là xinh đẹp nữa. Và trung học á, em có học tiếng Pháp 2 năm, là có nhiều cái sự liên quan với nhau, cho nên là em mới quyết định là em lấy tên là Phương Trinh Jolie. Em muốn là nó đẹp về thêm cái tâm hồn nữa. Đấy. Nên đó là một cái để mà em luôn nhắc trong lòng em là em phải luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn. Đấy, mọi người thấy là ngày hôm nay câu chuyện của chúng tôi nói rất nhiều về những cái sự thay đổi của Phương Trinh theo thời gian và cả theo cái không gian, cái môi trường mà Phương Trinh sẽ tự thay đổi bản thân mình để phù hợp nữa. Thì trong những cái sự thay đổi đấy, có sự thay đổi nào về ở góc độ âm nhạc đi? Vì mọi người nhớ trước đây là mọi người chỉ biết Jolie là ca sĩ hát nhạc pop, hát nhạc trẻ thôi. Thì đến một ngày thì anh cô đi tham dự một cuộc thi đó toàn hát nhạc xưa thôi và trở thành quán quân. Thì cái việc mà chuyển mình từ những bài nhạc trẻ, những bài nhạc pop tươi tắn rực rỡ sang những bài nhạc xưa là những bài hát mà nó có tuổi đời lớn hơn Phương Trinh rất là nhiều. Thì cái việc thay đổi trong âm nhạc như thế nó có liên quan gì đến những cái thay đổi trong bản thân con người Phương Trinh? Đối với em, âm nhạc nó là một cái lời kể của một câu chuyện. Và câu chuyện đó là người nhạc sĩ họ đang kể câu chuyện của họ. Thì nếu như mình đã là một người ca sĩ, mình phải có nhiệm vụ mình truyền tải cái câu chuyện đó tới khán giả. Thật sự đối với em không có người ca sĩ hát hay không hay đâu, mà chỉ có là người ca sĩ đó họ có truyền tải hết
cái tâm tư tình cảm của bản thân của mình đặt để trong bài hát đó cho khán giả nghe hay không. Tại vì có những người hát rất hay, nhưng mà khi mình nghe nó vô hồn. Mỗi một ngày em trưởng thành hơn, em lớn hơn và mình nhìn nhận cái tình cảm âm nhạc của mình á, mình thấy là bây giờ mình cũng không có còn thích mà gọi là nhảy nhót nhiều nữa. Và cái mình thích là những cái sâu lắng. Thời gian thật trôi rất là nhanh mọi người thấy không? Đó, từ lúc mà Phương Trinh kể về những cái thành công đầu tiên của mình đến giờ là mười mấy năm đã qua rồi. Với một sự nghiệp của một nghệ sĩ là cũng đã rất là dài rồi. Và quan trọng nhất là từng năm mọi người thấy không? Phương Trinh vẫn giữ được cái phong độ của mình. À, thấy thỉnh thoảng lại thấy khoe lên là đấy lại có phim mới đóng này. Và toàn vai chính thôi. Mà đang là thời điểm điện ảnh nó rất là phát triển như hiện nay. Thế rồi trong âm nhạc cũng thế. Vẫn có bài hit nhạc trẻ nhá. Thế trong khi vẫn có thể là điềm tĩnh chọn những bài nhạc xưa và làm mới nó. Đây là câu chuyện về những sự thay đổi mà sẽ còn rất nhiều những cái câu chuyện khác mà hy vọng là sẽ có dịp để mời Phương Trinh chia sẻ đến quý vị. À, xin cảm ơn Phương Trinh Jolie rất là nhiều. Chúc Phương Trinh lúc nào cũng giữ được cái tinh thần Jolie đó, cứ đẹp cả về ngoại hình và cả tâm hồn và thành công hơn nữa trên cả con đường ca hát và diễn xuất của mình. Cảm ơn anh rất là nhiều đã hôm nay cho em một cái buổi trò chuyện rất là dễ thương, thân mật và ấm cúng. Và cảm ơn cả nhà, cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi Đời Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Và Trinh chúc cho mọi người luôn có nhiều sức khỏe. Và cảm ơn mọi người trong thời gian qua. Và
mong là hy vọng thời gian sắp tới sẽ luôn yêu thương Trinh như vậy. Bởi vì một người dễ thương như thế thì làm sao mà người ta không yêu cho được, không thương cho được, phải không thưa quý vị? Và Mỹ Đức cũng rất là mong có những cái khoảnh khắc thú vị để các nghệ sĩ có thể mở lòng chia sẻ những câu chuyện mà hiếm khi họ chia sẻ đến với quý vị khán giả. Một lần nữa xin cảm ơn Phương Trinh và cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của anh em chúng tôi. Sao tim anh cứ chối, tu qua hạ tan kiểu gì mà đóng chẳng lên ngôi. Ơ thì tình đẹp là khi tình giang dở. Ai đừng nghĩ hồi tôi vết. Ơ thì lạc bước làm sao mà tôi đỡ. Thôi thì để nó luôn mà. Người say men kem nơi đây sao nồng ấm. Xin đừng bay, người lỡ đốt trái tim này rồi. Xin đừng đi, lại nhỏ với lòng mình hoen mi. Đau lòng chi, vì em chỉ muốn nói ngàn lời thơ thiết. Lần đầu tiên, một nhạc sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc trữ tình đến với đời nghệ sĩ, nhạc sĩ Đài Phương Trang. Người nhạc sĩ của những bản tình ca cô đơn, người kể thay cho nhân thế biết bao chuyện tình gian dở trong những bản tình ca để đời của mình. Tác giả những bài hát nằm lòng của bao người, người yêu cô đơn, hoa 10 giờ, căn nhà dị bản, tình nghèo có nhau, sẽ kể những câu chuyện còn ít được biết đằng sau những bài hát của mình. Bởi vì trong cuộc đời của một người đàn ông, thì biết bao nhiêu bóng hình, biết bao nhiêu cái mối tình nó qua, có những mối tình thoáng qua, có những mối tình nó để lại cho mình những kỷ niệm rất sâu sắc.
Đời nghệ sĩ với nhạc sĩ Đài Phương Trang, phát sóng vào lúc 19h15 phút chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022 trên VTV9. Thì Minh Đức và ca sĩ diễn viên Phương Trinh Jolie xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.